Chào tất cả các bạn đến với kênh Thợ Hoàng. Thì hôm nay Thợ Hoàng sẽ ra một cái video tiếp tục, đó là giới thiệu với các bạn một cái bộ sản phẩm điều khiển từ xa bằng cái remote tần số là 433 MHz. Thì con này là nó cái khoảng cách điều khiển nó là từ 100m đến 1 km. Và thì mình đã mua cái sản phẩm này rồi và mình đã sử dụng rồi, mình thấy ok. Thì cho nên mình chia sẻ lên để mọi người cùng biết cái sản biết tới cái sản phẩm này, và mọi người có thể mua về và tự đấu theo cái video sau khi xem cái video của mình. Thì bây giờ mình sẽ khui sản phẩm ra và mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách đấu nối cũng như là cái cách sử dụng sao mà cho nó đúng cái bộ sản phẩm này em mọi người. Thì trên tay tôi là sẽ đây là cái bộ bộ thu. Nó rất là nhỏ gọn em mọi người. Rất là nhỏ gọn, không có rườm rà gì hết, khá là nhỏ. Mình chỉ cần để lên bàn tay nè, tôi bàn tay tôi nè, để lên đây. À, thì bây giờ cái trước tiên là sẽ hướng dẫn cho mọi người cách đấu nối. Mọi người sẽ nhìn vào cái chân này nè, nó sẽ có chân số 1, chân số 2, chân số 3 và chân số 4 nhé. Thì mọi người sẽ đấu vào nguồn 220 vào chân 1, chân 2 cho tôi. Thì khi nào mà nó kích cái nguồn có nguồn rồi á thì nó sẽ sáng cái đèn này lên. Thì lúc đó là mình có thể sử dụng bấm on off trên remote. À, remote này nó có on và off. Thì on khi mà mọi người bấm on thì nó sẽ nguồn ra chân 34 nó sẽ có nguồn ra. À. Thì nguồn ra thì mình sẽ ra phụ tải. Thì cái con này nếu mà mình sử dụng trực tiếp của nó thì nó dưới 10 ampe ha. Dưới 10 A mọi người. Đây là công suất của nó là dưới 10 A. Nếu mà mọi người sử dụng mà cho cái công suất lớn hơn á thì mọi người có thể dùng qua một cái thiết bị đóng cắt khác, đó là như khởi động từ hay gì đó, hay là relay điện lực trung gian để mọi người đóng mở cái thiết bị cho nó cái tuổi thọ này nó bền, và nó cái phụ tải nó sẽ phù hợp hơn cái thiết bị của mình. Dưới 10 A thì mình xài cái này, nói chung là cỡ tầm 5 A đi thì mình dùng bộ này. Nhưng mà phiên dùng mọi người là nên dùng qua khởi động từ cho nó thật ra cho nó an toàn và nó bền, cái tuổi thọ nó sẽ cao hơn. Thôi bây giờ mình sẽ cùng bắt tay vào đấu nối. Mình sẽ đấu vào lửa vào 1, nguội vào 2. Sẽ có hai cọng dây. Chuẩn bị hai cọng dây làm dây nguồn. Đây. Màu xanh và màu đỏ thì sẽ tiến hành đấu màu đỏ vào chân số 1 là lửa. Này có thể ứng dụng cho tắt mở bơm tưới cây, nếu mà mình ở cái bơm mình ở xa thì mình lắp bộ này, hoặc là mình muốn dùng cho tiện lợi cho tắt mở cái đèn ở nhà mình gì đó thì mình dùng cái con này là ngon lành đấy. Thì bây giờ như thế này, hai dây này thì mình chỉ cần việc cấp nguồn vào cho nó thôi, cấp nguồn vào hai chân này thì sẽ đấu cái nguồn ra. Đây là nguồn cái đèn bóng đèn báo 220V đây, AC 220V. Thì bây giờ sẽ dùng cái bóng này làm phụ tải, sẽ đấu vào chân 3 và chân 4. 3 4 nha. Đấy. Rồi. Mọi người đợi tôi tí, tôi lấy ổ nguồn 2.2 lại và tôi ghim vào nhé. Đây, tôi có một cái ổ nguồn 220. Bây giờ tôi sẽ tắt công tắc nó đi. Tôi ghim vào. Bật công tắc lên. Đây, mọi người thấy cái đèn led của nó sáng đèn đỏ nè mọi người. Sáng đỏ lên là nó báo có nguồn vào đó. Đấy. Giờ sẽ bấm. Bây giờ sẽ dùng remote để tắt mở nha. On nè, đấy mọi người thấy không? Nó kích điện ra đèn sáng nè, off nè.
đó, ngon nè, ớt nè, ngon nè. Đó. Mọi người có thể điều khiển, nếu ví dụ như remote này mạnh lỡ nó có bị hư mà mọi người mua cái remote mới chưa kịp á, thì mọi người có thể tắt mở trên đây, ngon nè, ớt nè, ngon nè, ớt nè. Bấm on trên đây nè, tắt bằng remote nè. Đây rồi, bây giờ mình sẽ dùng một cái khởi động từ, ví dụ như cái phụ tải mình lớn hơn ha. Đối với cái phụ tải lớn thì mọi người dùng cho tôi một cái khởi động từ. Đây, khởi động từ này là khởi động từ LS 32A, có cuộn coil là 220V nhé. Người lưu ý là có cuộn coil là 220V. Thì mình sẽ chỉ việc là mình lấy hai cái chân 3 4 á. Mọi người chỉ việc mọi người kích từ cái chân 3 chân 4 đó, mọi người lấy hai con dây ha. Mọi người đấu vào chân A1 A2. Cái bóng đèn mọi người để thinh cũng được. Đấu song song với cái bóng đèn. Bây giờ tắt nguồn đi nè. Đấy. Bây giờ tôi sẽ đấu vào A1 A2. Lửa nào rồi cái nào lửa nguội cũng được, tại vì coi 220 thì xoay chiều không sao. Đây. Đấy, thấy mọi người. Thì bây giờ tôi sẽ đấu vào hai cái chân song song, hai chân đèn. Đấy, tôi sẽ đấu vào luôn. Dùng cái đèn này, đèn màu vàng này là để đèn báo hoạt động luôn, đúng không rồi. Đấy, vậy là xong. Thì khi nào mà mình đấu cái phụ tải á, thì mình sẽ đấu vào đây nè, cái khởi động từ như thế này ha. Đây, khởi động từ nó có cái chân nè, sao mà mờ vậy. Đây nó có chân lửa 1, lửa 2, lửa 3. Ở đây ra là T1, T2, T3. Đấy, thì mọi người muốn dùng 3 pha thì mọi người đấu lửa 1, lửa 2, lửa 3 vào đây, và nguồn ra 3 pha là T1, T2, T3. Còn mọi người mà giờ sử dụng 220 á, thì mọi người đấu lửa vào lửa 1, bỏ cái lửa 2 ra và mà nguội vào lửa 3, thì bên dưới này mình ra là T1 và T3, bỏ T2. Đó, nói chung là mọi người xài làm sao cũng được. Đấy, bây giờ tôi sẽ bật nguồn vào. Tôi sẽ bấm on nè. Đấy, mọi người thấy không? Đèn báo thì nó vẫn sáng. Thì khởi động từ hút xuống, thì lúc đó mình chỉ việc cấp nguồn vào đầu trên khởi động từ, và đầu ra thì mình dùng cái này, nghĩa là khởi động từ cái bộ điều khiển mình nó chỉ kích cho cái khởi động từ hút thôi, chứ nó không có nhiệm vụ là chịu tải em mọi người. Đấy, thì nó là như vậy chứ cũng không có khó khăn gì hết ha. Giờ mình sẽ tắt nè, bật lên nè, tắt nè, bật lên nè. Rất là nhạy nha mọi người. Đó. Rồi, video mình đến đây thì xin tạm ngừng. Nếu mà mọi người thấy video của mình hay thì nhớ cho mình, cho cái kênh thợ quẹn của mình một lượt like, một lượt đăng ký, và nhớ nhấn vào cái chuông nha. Để khi nào mà thợ quẹn ra những cái video clip khác thì mọi người có thể cập nhật được ngay và xem ngay. Xin ân ái, chào tạm biệt.